Dạ, xin chào cả nhà thân thương đã quay trở lại với kênh của Lực Tàng nha. Thì tiếp tục cập nhật những tình hình của bệnh nhân mà ung thư mà Lực Tàng đưa xuống thầy Sáu Tân đó, quý ông bà cô chú anh chị đi tìm cái sự sống mong manh đó. Thì Lực Tàng sẽ tiếp tục truyền tải những cái thước phim ở dưới nhà thầy Sáu Tân mà trước đó Lực Tàng quay cho quý ông bà cô chú anh chị. Còn ngày hôm nay trước khi vào cái clip á, thì Lực Tàng cũng thông báo cho quý ông bà cô chú anh chị ở trên kênh á, là một cái thông tin là khá là buồn. Thì bên phía chính quyền địa phương ở dưới khu vực của thầy Sáu Tân á, là cũng đã vào cuộc và đề nghị thầy Sáu Tân á, là hãy ngừng hoạt động lại nha quý ông bà cô chú anh chị. Thì bây giờ là thầy Sáu Tân sẽ không thể nào tiến hành để mà xử lý cho những cái ca bệnh mà Lực Tàng đưa xuống nữa, cũng như là cho quý ông bà cô chú anh chị trong và ngoài nước đang quan tâm và muốn về thầy để mà xử lý cái bệnh tình của mình. Thì quý ông bà cô chú anh chị cũng biết làm cái gì cũng phải có một cái giấy phép hành nghề, một cái giấy phép kinh doanh. Nói chung là ở đất nước Việt Nam chúng ta là phải tôn trọng, thượng tôn pháp luật nha quý ông bà cô chú anh chị. Làm cái gì cũng phải có về cái giấy tờ hợp pháp, rồi được phép làm thì mới được làm. Thì bên phía thầy là thầy cũng chỉ là xoa bóp bấm huyệt thôi, nhưng mà liên quan đến cái tình hình là chữa bệnh với này kia đó thì cũng phải có giấy phép hành nghề. Thì bây giờ là bên phía thầy Sáu Tân là đã được chính quyền vào để nhắc nhở và không cho hoạt động để mà cho người dân kéo về đó để mà bấm huyệt xoa bóp này kia nữa đó. Thì Lực Tàng cũng muốn thông báo cho quý ông bà cô chú anh chị rằng hiện tại bây giờ là Lực Tàng không thể nào mà gửi số điện thoại cũng như là địa chỉ của thầy Sáu Tân cho quý ông bà cô chú anh chị nữa, tại vì thầy đã ngừng hoạt động rồi nha. Còn những ai mà có thể liên hệ với thầy hay là thầy đang làm cho những cái ca bệnh nào đó thì cái đó là tùy vào thầy nha cả nhà. Chứ Lực Tàng nghe thông tin thì các bệnh nhân cũng như là thầy cũng đã thông báo lên nói rằng là bên phía chính quyền họ cũng đã bắt là ngừng hoạt động cái sự việc này rồi. Thì chắc có lẽ rằng là cái tin này là một cái tin khá là buồn, khi mà hành trình của Lực Tàng đang đi trợ giúp cho những cái hoàn cảnh bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ngặt nghèo và bi đát, thì cũng có thầy thì cũng mở ra một cái hướng để cho họ bớt đau đớn đi một chút xíu, và cũng đã có những cái tốt đẹp diễn ra đối với lại nhân vật của mình rồi. Nhưng trong thời điểm hiện tại bây giờ thì bên phía chính quyền họ đã nói như vậy rồi, thì chắc chắn là mình phải thượng tôn pháp luật nha quý ông bà cô chú anh chị. Và cái vấn đề mà thầy có xin được giấy phép hành nghề để mà xử lý tiếp trong thời gian sắp tới hay không thì cái đó Lực Tàng cũng chưa thể nắm bắt được. Chúng ta chờ đợi xem bên phía thầy Sáu Tân sẽ xử lý như thế nào. Thì khi nào mà thầy hoạt động được và có được phép làm thì Lực Tàng sẽ thông báo lên kênh. Còn trong giai đoạn này thì Lực Tàng cũng xin thông báo cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị trong và ngoài nước biết rằng là thầy đã ngừng hoạt động. Còn rất là nhiều người cứ muốn xuống nhà thầy rồi hẹn thầy rồi đặt lịch đồ này kia, nhưng bên phía chính quyền họ đã nói là không được rồi, thì chúng ta phải tôn trọng nha quý ông bà cô chú anh chị. Phía sau đây là cái clip mà Lực Tàng đã quay cách đây mấy ngày, cái lúc đó là chính quyền địa phương họ chưa có cấm và Lực Tàng cũng đã đưa bệnh nhân của Lực Tàng xuống rồi, thì Lực Tàng đã quay trước đó. Thì ngày hôm nay thì còn lại 1-2 clip Lực Tàng cũng sẽ đưa những cái hình ảnh của nhân vật của Lực Tàng khi mà đến với thầy Sáu Tân để bấm xoa bóp bấm huyệt để chữa trị á. Thì mời quý ông bà cô chú anh chị theo dõi những cái đoạn clip phía sau để nắm bắt tình hình nha. Và không biết rằng là trong thời gian sắp tới thì Lực Tàng sẽ trợ giúp cho những cái ca ung thư theo cái phương hướng nào nữa, thì bây giờ là vô ngõ cụt rồi quý ông bà cô chú anh chị, không biết là sẽ xử lý ra sao. Thì cái đó cứ từ từ nha quý ông bà cô chú anh chị, mọi chuyện tùy duyên. Còn vấn đề mà Lực Tàng đang bán ngải thì quý ông bà cô chú anh chị cũng cứ mua liên hệ đặt hàng để mua ngải của Lực Tàng nha. Không xuống thầy được thì cứ mua ngải về uống đi, cũng có thể là hỗ trợ được rất là nhiều những cái vấn đề về bệnh tình của mình và hỗ trợ cho sức khỏe của cả nhà nha. Nhớ là gọi điện cái số trên màn hình thì Lực Tàng đó là cái số đang bán ngải. Thì bây giờ mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị vào nội dung video clip ngày hôm nay nha. Đẹp quá trời quá đất đẹp. Trời ơi. Hello. Quá đông luôn rồi. Kéo lên thì cho em khán giả chiêm ngưỡng cái nó cái cột. Trời ơi là trời ơi. Mà chừng nào nó bể mà chụp tấm hình cái nè, nhìn thấy khủng khiếp luôn trời. Thầy có thở nổi không? Để hơi nghỉ ngơi đi, trưa nay đi ra con dẫn vô bà nào ngoài kia có cô gái cẳng dài ngồi lắm, để thầy ra giải trí tí thôi. Đó. Làm lần về nó mềm. Nó mềm là cái nó cảm thấy cái này nhỏ, cái cô mới biểu con cô lấy đầu ra cô đeo thử coi. Đeo lọt vô cô mừng quá, thật cô vỗ tay. Này thật chứ là giả. Ngày hôm qua là chờ thầy tới 6 giờ tối thầy làm được 30 phút. Dạ. Thế rồi sáng giờ thầy làm tính về rồi chờ nghe nó Lực Tàng xuống chờ gặp Lực Tàng ái mộ. Tí nữa cho thầy làm xong đó cho bà lả liền cái nha. Sao đó bà? Đau chỗ nào rồi nè? Ra đây ngồi gục xuống đây luôn. Anh kéo bụng lên cho người ta nhìn thấy coi. Phình ra luôn, là cái này giống như là sơ gan cổ trướng còn gì. Cảm ơn con rất nhiều. Cái con đã làm gì đâu mà cảm ơn. Con đang giúp đỡ nha con Thoa nè, như con đến đây để làm sao thầy Sáu Tân đó.
Khoa xuống đây là cảm thấy tinh thần như thế nào rồi? Vui chưa? Ổn không? Bữa nay không thấy hồ gì nữa cả nhà. Nó đến là tuyệt vời thật đấy chứ. Giờ có đi được không anh? Đi cả nhà ha. Gần nữa này là tự nhiên nó rụt đẹp. Mò lên. Chổi không mua. Ô trời, đây cô đứng dài rồi đây cả nhà. Cô nãy đứng được nè. Chỉ có trên YouTube lúc đầu Lực Tàn quay cô là bây giờ là đó, thấy chưa? Đây là sự thật trước mắt cả nhà, đây lúc nãy hai ba người dìu đi cả nhà. Bà là bây giờ đẩy cái xe kia không biết là vô trong cái đường đá này vô được không? À, cảm ơn cô chị nha. Đắk Nông à? Đã xuống đây lâu chưa cô? Hôm thứ sáu. Dạ. À, cảm thấy như thế nào rồi? Ổn không? Cũng đỡ. Cũng đỡ rồi ha. À, mới lần nha, để tôi cố gắng ha. Mỗi cuộc sống mấy lần rồi? À. Đây này, ai đang khỏe dẫn bà đi với này. Ô trời ơi, mất bà một mình, bà nặng cỡ đó, bà đi sao được đây? Để được ha. Để chỗ này thôi, chứ cái đá không à. Để coi đến chỗ đá rồi, cô có đi vô nổi không? Đó, cả nhà thấy một binh đoàn ngày hôm nay kinh khủng không? Đó là đi xuống đây mấy người rồi nha cả nhà. Có ai kia này chưa? Có đâu. Có bà này nặng, chị kia là nặng nhất kìa cả nhà. Thoa là nặng nhất. Anh kia ung thư gan cũng nặng luôn. Nói chung là nặng, ai cũng nặng hết rồi cả nhà. Đi được không bà? Cứ đẩy mà đi thôi. Đó, đi như vậy đó. Rồi, bà cứ đi từ từ vô nha. Ừ, để các cháu vô đây trước. Bà đang đi được. Để cho bà đi một mình. À, không biết là xe đó là xe chở bệnh nhân hay là gì mà thấy cũng im lặng. Ồ, đây quá trời, quá đất ở đây mà. Ô trời ơi. Hello. Quá đông luôn rồi. Dạ chào mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị nha. Dạ. Là tốt của mình mới xuống đây nè. Ờ rồi, hello thầy, cứu thầy ơi, cứu. Dạ. Chào cô nha. Trảng Bàng á. À, bên Trảng Bàng à. Cô bên Úc về xuống đây chưa ta? Chắc chưa xuống à? Chưa hả? Chưa xuống đây rồi. À, hay là có vị trí rồi là cô chưa xuống đây á. Sáng nay đúng lý được Tàng chở cô đi luôn đây cả nhà. Đây là bà có cái ngực bự nhất đây nè. Ôi, bà đeo cái gì trong đó hả? À, tiền. Tiền vàng đây nè. Dấu tiền trong này. Nó cứng luôn hay gì cô? Nó cứng lắm mà nó. Bao nhiêu ngòi trong đây á. Bao nhiêu ngòi luôn. Mà uống thuốc nam ông thầy kia ông bảo chừng nào nó bể thì ấy. Chị kéo lên chị cho em khán giả chiêm ngưỡng cho nó cái cột. Ôi trời ơi là trời ơi. Ông bảo chừng nào nó bể mà chị chụp tấm hình cái nè, nhìn thấy khủng khiếp luôn trời. Đâu rồi bà gì nè? Bà Hoa. À, bà Hòa lại nhìn coi cái ngực của người ta này. Ngực của bà là kêu bằng cụ nè. Trời ơi. Nhức lắm à chú. Cảm ơn chú nhiều, mọi người cảm ơn nhiều. Trời ơi, nó muốn nổ rồi cả nhà ơi. Thì thuốc u nam á, ông bảo là chừng nào nó bể thì là đắp lá táo với lá dâm bột. Mà chị cũng trông cho nó bể, không có đau chỗ nào hết. Mỗi cái đau cái ngực của mình. Chưa có. Không mà phải, không chị lại bị dị ứng với thuốc tây. Dị ứng thuốc tây, dị ứng mổ luôn nên bác sĩ chê. Kinh khủng không cả nhà. Rồi nhìn cái ngực phải uống, nói đến uống thuốc paladol mà mặt sưng lên ghê lắm. Rồi uống ngải nó có bị gì không? Uống ngải thì ban đầu sướng nhá. Ừ. Rồi sau thấy nó cũng nó làm như nó giải độc ra, đau lắm.
nó đau nó nhói trong đó đúng không? Đúng. Ừ, vậy là nó đang có tác dụng á. Ồ, thôi được rồi, che lại đi. Ông bảo để nó chín. Kinh khủng. Chín nó bể ra, chị cũng mong nó chín. Nó đi khám là nó giai đoạn mấy rồi? Ờ, đi đây vào chắc 3 rồi. 3. Này mà nó nổ ra là chị mới khổ nữa. Nó nổ ra mang, rồi. Chị mang cái thuốc, cái bông băng. Nó nổ ra là nội cái tiền mà bông băng không là đủ chết rồi chứ đừng có nói. Mang bịch, em chị mang bịch tuôn. Ui chà. Quá sợ. Rồi vô đến đây rồi hả bà? Đang thở đều không? Đang thở đều, thở đều. Rồi ngồi xuống đó nghỉ ngơi đi bà. Ngồi tầng cao á. Đây bà ngồi từ bà lên trên rồi. À. Bà lả đó, bà lả lặt từ nãy giờ mới vô được đến đây đây cả nhà. Thấy bà ngồi nắng, nắng sốt đợi phút thì xuống. Chờ đó. Ôi nắng. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 người, 20 mấy người. Hai mấy người mà chắc bệnh nhân phải mười mấy người rồi. Thầy còn thở nổi không thầy? Thở rồi. Hả? Thầy còn thở nổi không để hơi nghỉ ngơi đi, trưa nay đi ra con dẫn vô bà nào ngoài kia có cô gái cẳng dài ngồi lắm để thầy ra giải trí tí thôi. Đó. Cô bị gì cô? Tai biến. Tai biến ha. Làm được mấy hôm rồi cô? Ba rồi, dạ. À, thấy ổn hơn không cô? Ổn ha. Đó hỏi ai cũng thấy ổn hết mà có một số người người ta lên người ta nói tào lao hết thầy. Con đang chửi hả? Chửi lớp tại gì? Đâu biết sao vậy. Mà đâu có phải là mình thấy kênh Lực Tàm rồi họ nói là ổn đâu mà toàn bộ là người lạ không, này bữa nay mới gặp cô lần đầu tiên này hỏi thì họ nói là ổn đó. Ổn thật đấy đúng cô ha. À, người ta thích nói gì nói đi ha. Không tin thì đau đáng chịu. Đúng không? Dạ. Rồi còn cô thì ở Trạng Bàng Tây Ninh là cô bị gì nè? Cô bị tiểu đường 30 năm. Tiểu đường 30 năm. Bị tai biến mười mấy năm. Dạ. Bị nhồi máu não. Rồi bị rối loạn tiền đình. Dạ. Rồi sỏi mặt, thận mặt. Mặt sỏi chứ. Dạ. Thận sỏi. Rồi bị mổ tim. Con thấy mổ ở đây rồi đúng không? Tôi thấy chúng đây. Mổ tim. Cái này lên làm ba cái cầu tim á. À, là người ta nông á, à, nông ten á. À, không, làm cầu luôn á. Cầu luôn. Cầu cô bị hư, ten cô bị hư hết. À. À là giờ là cô xài đồ giả. Xài đồ giả luôn ha. Dạ. Xài đồ giả, bác sĩ nói cô là sang lắm. Có euro cô xài hết rồi. Dạ. Rồi bây giờ có gì là cô tự chịu chứ còn không dạ. Có bác sĩ không cứu nữa. Rồi cô xuống đây được mấy ngày rồi? À, lần này bữa thứ hai. Cô xuống bữa thứ ba tuần rồi, thầy hẹn bữa nay. Dạ. À. Rồi cảm giác như thế nào rồi cô? À, làm được lần về cô nghe cũng im, cũng đỡ. À, cái ngón tay này nè, lâu nay không có đeo chiếc cà đá này được cũng gù. Cái về làm lần về nó mềm. Nó mềm là cái là cảm thấy cái này nhỏ. Cái cô mới biểu con cô lấy đồ ra cô đeo thử coi. Đeo lọt vô cô mừng quá thôi, cô vỗ tay cô cười. Chà, dạ. Cô làm mấy cái khâu này giả man vậy? À, không giả. Giả hay thật? Giả. Thật gì giả? Giả. Này thật thì là giả. Giả không hà thật hàng ơi. Có giả thì cho con khâu đi. Không. Cái... Sao? Cô con nó mua cho. Con mua cho. Giờ mắt là anh đuổi đi á. À. Vậy là ngày trước đeo không được mà bây giờ là... Đeo lâu nay là đeo không được, cái cục xương này nó bự ra. Dạ. À, đeo không được, mấy cái xương này nó cứng lắm. Dạ. Rồi ok. Rồi còn ai thì lên đi, lên đi. Ba. Tôi ai mộ chú dữ lắm nha, tôi kỳ mà cô Phượng mà sắp bắt cái điện cho chú để mua ngải đen, ngải chống độc gì đó. À dạ. Mà bữa hổm tôi có mua chú hai hộp uống này cũng còn hộp. Dạ. Ái mộ chú nhờ dây đây mà ông Sáu điện chú rồi tôi mới xuống được tới đây rồi tôi trị đi ngày hôm qua bữa nay tôi phải về tôi ở Tây Ninh rồi đang bắt tay với bà đây cả nhà nè rồi bắt tay phanh cứng là được tàm đây rồi bà uống ngải rồi mấy ngày hôm nay thì cảm giác trong người như thế nào có ổn hơn không thầy ổn lâu lắm rồi đó uống hồi trước rồi. Tết luôn á uống hồi của mà nó bán thuốc cho bà mà bị mắc 100 viên bà nói đó bà điện là bà nói đó sao bà mới mua của con nữa. Bên đó họ bán ít viên hơn bên con đúng không? Có 250 viên mà giá tiền cũng 450. Dạ, dạ. Mà sếp cũng 25.000. Dạ. Rồi giờ thì, sau này... thì lần này là uống ngải kết hợp với thầy. Rồi, để rồi kết hợp với thầy bữa nay đi xuống đây là
Ngày hôm qua là chờ thầy tới 6 giờ tối thầy làm được 30 phút. Dạ. Thế rồi sáng giờ thầy làm mà tính về rồi chờ nghe nói lực tàn xuống chờ gặp lực tàn ái mộ. Là bà làm rồi đó ha? Làm rồi. Giờ rồi, bà rồi là bà bị bệnh gì nè? Xương khớp với lại cái... nó đau hai bên đây. Với lại hồi năm rồi đó là cũng bị hôn mê bệnh viện 3 ngày 3 đêm rồi. Dạ. Là đem về là sống được. Sống được rồi giờ từ Tết giờ uống ngải không nè. Vậy rồi. Cái thờ văn thầy này làm nữa là chắc... là ổn rồi đó. Khỏe luôn. Sống khỏe ha. Rồi vậy con cảm ơn bà. Và bà quê ở đâu? Nha. Chúc sức khỏe nha con. Bà giờ về đâu nè? Quê ở đâu? Tây Ninh. Tây Ninh ha. Vậy là chờ từ sáng giờ bà gặp bằng được lực tàn rồi mới về. Gặp mới về chứ sáng bà ổng làm rồi đó. Rồi cảm ơn bà nhiều rồi. Con chúc bà nhanh khỏe bệnh nha. Dạ. Bà già rồi cứ mà như chị. Gặp rồi đó. Chờ sáng giờ. Rồi bữa nay là rồi ai chở bà đi giờ đi bộ ra ngoài đó bắt xe đi rồi ok vậy là tự bà cũng một mình bà đi vậy là bà cũng giỏi chứ con nó không chịu đưa ồ nó không có ai không dạ nó thôi giờ tao bệnh mà tao nghe vậy mà giờ không cho tao đi thì tao hết bệnh dạ rồi vậy tin con ơi, tự tin là mình sẽ hết bệnh. Mình đúng rồi. Giờ không có sao. Cứ tự tin lên là sẽ hết bệnh thôi. Đúng rồi, mình rồi ok. Đó, bây giờ bà về đó cả nhà. Nói chung là bệnh bà là bệnh tuổi già, chứ không phải là nan y như thế là những cái ca ung thư đồ này kia. Nó bị thoái hóa cột sống. Dạ. Nó bị thoát vị đĩa đệm đó, nó tí nữa là cho thầy xử lý là toàn ca nặng không nha thầy. Dạ. Đưa xuống là gần đất xa trời hết rồi. Ô trời bà lã sao mà bà lã bà ngồi bả gục rồi bà thở nổi không nữa trời. Tí nữa cho thầy làm xong đó cho bà lã lên cái nha. Sao rồi bà? Đau quá. Đau chỗ nào rồi nè? Em đau hết cả người. Em muốn thay đồ. Có nằm không? Có muốn nằm không? Tôi ngồi đây được. Ngồi hả? Có trụ nổi không? Không trụ nổi thì la lên chứ không la lên là không biết là đâu mà cứu nha. Bà đau quá rồi cả nhà. Ra đây ngồi gục xuống đây luôn. Rồi để tí nha thầy làm thử coi nha cả nhà. Lực tàn quay trước hết cho cả nhà nhìn thấy là cái hình ảnh của những cái nhân vật của lực tàn trước khi mà thầy làm á. Rồi để chứng thực thực tế luôn. Đó, cô đây là ở Đồng Nai nè. Sáng nay lực tàn chở đi đó. Bây giờ như thế này nè. Để tí là thầy làm xem như thế nào ha. Ở đây mấy cô đây, mấy cô đã làm được chưa? Chưa hả? À dạ, vậy là ai cũng phải chờ hết. Rồi bye bye bà nha. Bà Hồng. Bà Hồng xinh đẹp, bà Hồng xinh đẹp Tây Ninh. Trời ơi, vậy con tôi mở clip này coi hôm nay. Năm nay 76 rồi. Bởi hôm đó giới thiệu cho con kêu bằng chị cái nghĩ đâu có biết trong đâu có mặt đâu biết ai là ai đâu. Dạ rồi cảm ơn bà nhiều, bà về cẩn thận nha. Dạ. Trời ơi đau muốn này cả nhà, mới mưa có một trận mà bữa nay nó tươi nha, cỏ nó lên cây này cả nhà, cái này mà hái lên luộc ăn sướng, rau sạch luôn, nó không phải rau dưa đâu cả nhà nha, xanh luôn. Đây là toàn cảnh đây nè. Trước mắt quý ông bà cô chú anh chị, đây là hình ảnh của anh Bảy nè, anh ở ngoài Bình Thuận. Ngày hôm nay cũng có duyên khi mà lực tàng đưa hai vợ chồng vô đây gặp thầy. Thì anh thấy không gian của nhà thầy giống như thể là em truyền tải trên clip không? Đúng đúng. Ừ. Thì cảm thấy là đã có sức sống chưa? Chưa làm nhưng mà đã thấy đông như thế này, và em hỏi một số người đây thì họ đều nói là có tác dụng hết rồi ha. Thì như vậy là cũng đã có một cái gì đó nó có niềm tin. Ha. Thì anh bị cái gan này là đã bao nhiêu lâu rồi? Tháng mấy à? Một tháng mấy mà nó bự lên như thế này rồi, cả nhà nhìn bự, anh kéo bụng lên cho người ta nhìn thấy coi. Phình ra luôn, là cái này giống như là sơ gan cổ trướng rồi còn gì. Nó qua cổ trướng rồi còn gì, đúng không? Nó như cái thúng rồi cả nhà này.
là anh mới có một tháng mà bệnh viện đã nói là anh giai đoạn cuối luôn rồi, đúng không? Bây giờ là phát hiện trễ. Thế thì trễ quá. Trước đó không thấy đau đớn gì hết hả anh? Không, bình thường à. Sau này đi khám ra là nó bị luôn. Cái gan này luôn. Nặng quá, nặng phình ra luôn, thành là giai đoạn cuối sơ gan cổ trướng. Rồi anh chị ở dưới đó được mấy con? Hai đứa. Rồi làm nghề nghiệp gì anh? Anh thì vợ anh bán cà phê. Còn anh trước anh đó làm gì? Trước đó thì đi biển. Đi biển hả? Đi biển rồi sau này nghỉ biển rồi xong lên làm phân bón. Vậy là hoàn cảnh gia đình thì cũng có chứ đâu có đến mức độ này kia lắm đúng không? Nghĩa là đây là trường hợp không phải là kêu để mà kêu gọi hay gì nữa cả nhà. Đây là chỉ là nhờ lực tàng cho xuống thầy để mà tìm lại cái sự sống thôi. Chứ không phải là kêu gọi để mà giúp đỡ tiền bạc. Thì xuống dưới đây rồi thì em cũng có cái phương án là cho ở dưới đây. Thì cũng xa xôi mà đi ra đi vô sao đi. Thì anh là đàn ông nên là mà không biết là tí nữa là bên phía chị Phương xuống thì sẽ sắp xếp cho anh ấy ở chung cái dãy phòng trọ đó như thế nào thì người ta cũng chưa nắm bắt được nha cả nhà. Để xem coi là chỉ có một mình anh là đàn ông thôi, còn đâu là phụ nữ cả thì dễ. Vì có lẽ rằng là cái phòng đó để lực tàng côi cái phòng nó như thế nào rồi mới sắp xếp cho anh ở được. Rồi chị đây thì là người chăm anh rồi. Đông như thế này mà có thể rằng là mà đông thì lực tàng sẽ thuê hai phòng. Còn bên phía chị Thoa thì chắc chắn là hai mẹ con phải ở đây. Và chị Thoa là rất là nghiêm trọng. Chị Thoa rất là nặng. Anh bây giờ là phương án mà chỉ có uống ngải rồi đi xuống thầy thôi. Chứ còn thuốc gì mà trị cho anh được. Đúng không? Thuốc nam cũng uống đúng không? Thuốc nam thì ai kêu đâu là chị còn cho anh uống hết à. Tự nhiên nó phát ra một căn bệnh mà nó phát một cách bất ngờ như vậy thì làm choáng váng. Bác sĩ vô, bác sĩ ông khỏe mạnh bình thường vô khám cái nói bệnh là hết hồn không biết gì hết. Vừa tháng 4 tới giờ là nãy còn được tháng mấy rồi. Rồi thì hy vọng là chuyến này xuống đây rồi thì thầy làm cho rồi nó sẹp lại cái là ổn rồi đó ha. Chỉ cần nó sẹp lại cái là sống rồi đó. Chứ là đi cầu được là khỏe. Đi cầu được là khỏe ha. Không có đi cầu không được. Là không có sổ được. Không sổ được luôn. Giờ đang uống ngải của em lâu chưa? Uống ngải của em nãy được 10 ngày mười mấy ngày. Rồi nó giật thì trời ơi. Nó giật. Nó giật thì uống nhiều quá, 5 viên ngày 5 viên. 5 viên nó giật. 5 viên. Ngày uống 10 viên á, hắn cũng vậy, yếu sức khỏe ngày có ngày 5 viên, 10 ngày 10 viên thôi. Bây giờ hết giật rồi đúng không? Giờ chị đợi cho mà chị lại bữa mà nở cho tự nhiên lên cái bệnh ho. Cách đây 4-5 năm nó không bị mà tự nhiên giờ nó tái lại nó bị ho mấy ngày này. Vì chức khỏe chị chăm sóc cho anh vì chức khỏe chị bị yếu nữa. Nó ho. Mệt mấy ngày nãy nên giảm. Rồi cố gắng duy trì uống ngải và giảm ngải lại cho em. Nếu mà nó dịch quá thì giảm lại thành 3 viên. Mấy bữa nha chị uống 3 viên à. Nhưng 5 viên là 3 viên. Cứ duy trì. Hỏi một bà chị gần nhà chị mà bà uống nãy nửa năm nay đó. Bữa bà uống 10 hộp. Bên này mua được qua cho hộp để không mua rồi. Dạ. Bà này là mấy nhớ cái uống thuốc bỏ mà như sức khỏe ba ổn định. Ông bà đợt ba còn bị gán nó bị di tùm lum bệnh. Ông nhom con có cái bộ sướng không à? Mà giờ uống cái thuốc bỏ thắng rồi đến nó mập tròn à. Mập tròn lại rồi. Sức khỏe à? Thì ăn được ngủ được mà. Nói chung là cả cái bệnh trong người nó giảm hết. Cho chị được cái thấy là cái tay. Đợt chị đau ghê lắm, thì đi Sài Gòn khám thì đi mà uống thuốc bỏ con là thấy cái tay nó hết đau. Rồi. Là cái tay là về cái xíu khớp là thấy đỡ. Tiến triển như vậy là ổn rồi. Nói chung là nó cũng phải có cái thời gian để từ từ rồi nó mới ổn chứ đâu phải. Nên là chị uống hết đợt này chị cho chị cái thuốc này chị uống thôi. Đó, dạ. Trong chị. Mà nghe mấy người đặt ra này thì uống này bữa nào là đặt thì đặt kem vô đây. Uống của bà chị bà lấy thêm bà lấy hộp. Để thôi lấy uống này bữa nào hết rồi là đặt tiếp. Vừa bà xuống bà lấy hộp, bá hộp chị đặt bá hộp lắm. Người ơi, nó khó ngủ. Người ê ẩm ha. Khổ tự nhiên có dính vào những cái căn bệnh mà phải nói đến là kể cả có tiền cũng không chữa nổi. 70 kg. Bây giờ xuống con chắc 5 mấy kg. Dạ. Ông mập ô lắm.
nó ổn cái người bên cái chân nó ổn mà ổn cho cái khúc nó đổ lên khúc đổ lên này khúc ngực đổ lên à, khúc đổ lên bên dưới chắc nó ứ nước lại hay gì rồi nó phì ra à, mà trên thì teo lại vậy chứ như mà mấy ngày nay cái chân nó hơi bị sưng sưng à à đây nè chân của anh sưng vù này u trời ơi hay là lúc nãy ngồi xe nó sưng không mà ngồi xe nó sưng mới về lại còn hai ba ngày nữa nó bị sưng bữa nay là sưng lên mạnh lên nó tí nữa thầy làm có khả năng là sẽ xẹp lại để từ từ coi thầy làm như thế nào nha cả nhà bữa nay Lực Tài sẽ ở đây để cập nhật tất cả các ca mà Lực Tài chở xuống để xem coi cái tiến triển như thế nào được rồi thì vậy cứ yên tâm ngồi đợi chờ đợi một chút xíu nha cảm ơn con rất nhiều à. Thế con đã làm gì đâu mà cảm ơn con đang giúp đỡ cho Phương Tho nè như cô xuống đến đây để gặp sao thầy Sáu Tăng đó mấy ngày hôm nay uống ngải của con như thế nào đỡ ngon lắm ngon được ngon lắm bé hết ha nhiều nữa đỡ lắm cái thoa đỡ ha nhiều lắm đỡ ho mấy bữa nó ha gì mình nó ha nhiều nhớ ha đã mặt luôn mà nó ói luôn á mấy bữa nó ói ra máu á hồng hồng gì á cái bữa thì máu đỏ cái bữa máu hồng cô sợ cô rầu la ghê giờ cô cũng uống thuốc đó cô con luôn á hết thoa rồi à rồi nãy con biểu cô thì mẹ uống thuốc này uống thuốc đây mẹ cũng đỡ lắm bị rối loạn tiền đình với lại mẹ bị gai cuộc sống rồi đó mẹ uống cái này đã đỡ cô cũng uống theo thuốc nó luôn á theo thuốc của con luôn á rồi thì vậy là vậy uống đỡ lắm ngủ ngon á vậy là chị thoa đó là ổn rồi đó cả nhà nếu mà nói như vậy là mấy có tác dụng đỡ đỡ ha ghê lắm mẹ ha cũng bớt ra máu rồi bữa nó ha nhiều luôn á con nó ha mà đã mặt mình ói ra máu luôn á cô sợ cô đầu cô la ghê tạo được rồi thì chuyến này xuống đây rồi thì tí nữa con sẽ sắp xếp phòng ốc ở đây rồi cứ ở đây rồi đi làm qua thầy làm con sẽ nhờ thầy rồi nói với thầy một tiếng sau đó rồi mọi chuyện là nhân vật của con rồi thì con sẽ là người đứng ra để trợ giúp và sắp xếp hết mọi thứ ha con cứ yên tâm ha. Còn cảm ơn ơn nghĩa gì cứ từ từ đã bệnh đi đã ơn nghĩa gì đâu ha đây là mẹ của chị Thoa rồi ok rồi còn chị đây thì ở dưới Đồng Nai là hai vợ chồng làm nghề gì sinh sống nè à, chị thì ở nhà không ở nhà không bệnh là ở nhà là bệnh này là phát ra mấy năm rồi nó nói chung là mấy chục năm rồi nhưng mấy mà... chục năm rồi ừ. Là trước nó nhỏ hay nó bự trước như này trước nó nhỏ xíu vậy nè trước nó nhỏ xíu rồi càng ngày nó càng to lên càng ngày nó càng to lên là dự kiến ôi, mà nếu như chín này mà em không gặp em không đưa xuống thầy không uống ngải rồi cứ để như vậy luôn như vậy thôi chứ đâu có đi bệnh viện được không đi bệnh viện được là bệnh viện nó nói sao rồi nè bệnh viện nó nói là quyết định không được vô bệnh viện à? Không phải, tức là thứ nhất á, là bị dị ứng tay, cho nên là bây giờ uống nhà mà ở uống cái viên Faradol một cái là cái mặt nó phù nó sưng hai cái mắt nó híp lại, cho nên là dị ứng tay cho nên không uống được. À. Cho nên là bây giờ là biết là dị ứng tay bà xã dị ứng tay là không cho uống nữa, cho uống nam của ta thôi. Mà từ hôm mà cái năm 2000 Covid á, chích hai mũi ba mũi Pfizer của Mỹ á. Là tự nhiên cái nó phát lên to lên càng ngày càng to lên mình thấy to tóc hành luôn á rồi cái bầu mới thấy sợ xịt ở đây với chị để em quay vô đây nè mới sợ quá mới đi hút nam tóc bắt uống á yeah. Uống để cho nó kéo dài với sự sống ra chứ còn ông anh nhà có ông anh trai bà xã cũng bị ung thư phổi mà ốm lắm không có mổ được lên bệnh viện Đồng Nai bác sĩ bảo xả thôi xạ trì đi rồi cái là xạ trị cho nó khỏe xong rồi có sức mới mổ được có 10 ngày vô được có một toa 10 ngày xong rồi cái là chết luôn chứ không nổi không đủ sức khỏe đúng rồi chị, bây giờ mà xạ trị nhưng bà này bây giờ mà xạ trị nghĩa là đi luôn mà hồi trước chị nhiều bệnh lắm nhưng mà chị uống thuốc nam nó hết bệnh nó không còn bệnh gì hết nhưng mà mỗi cái vú này nó đau thôi dạ nó dồn hết là cái vú này nó hành đó nó hành bây giờ nó... trong người nó có bệnh gì hết nó không có sổ mũi hồi xưa là sổ mũi viên xoang nè xuyễn nè rồi xương khớp kêu rắc rồi tùm lum nhức mình nhức mày bây giờ hết rồi không có nói chung có mình anh thì anh làm anh nuôi chị rồi có một mình làm mình nuôi bà xã qua bệnh vậy thì thôi mình cũng không có buồn cũng vậy cũng cầu mong sao mà kiếm được gặp thầy gặp thuốc để cho nó vượt qua cái mọi khó khăn bây giờ trong cái thời gian là cái thử thách đó, thì cũng cầu mong sao để cho gặp thầy gặp thuốc để cho nó thầy giúp cho nó khỏe mạnh cho nó hết giá dạ, lúc mà nó còn nhỏ mình uống đúng rồi uống, nhỏ mà uống cái ngải ngay từ đầu đi là nó bị thì lúc đó cũng chưa có luôn nó biến mất luôn anh đây bây giờ đây
bây giờ nó to quá. Anh về mỗi buổi sáng, sáng ăn cơ, ăn sáng là bà uống 5 viên, cứ uống đi. Tối 5 viên. Người bình thường uống vô nó thải độc chống độc cho nên là tốt. Anh em cũng đang uống nữa mà. Anh bị xương khớp. Là L3, L4, L5. Uống ngồi đây đi cho nó đỡ rồi. Mà đau nhức xương khớp, đau nhức mình mẩy lắm. Mà đi làm nó đau nó nhức rồi giờ rồi. Thành ra cũng cố gắng thôi, cũng cố gắng để uống thuốc rồi để đi làm. Chứ bây giờ bà bệnh như thế này, bà xã bệnh như thế này. Sáng nào vậy là tính ra là bây giờ mà chị có tiền tỷ thì cũng chả làm được cái gì. Bây giờ chỉ có cái phương hướng là như thế này thôi. Nếu mà mình được tiền tỷ thì đỡ quá. Cho nên là... mà tiền tỷ thì cũng chả làm gì được cái chị. Đâu có đục được dao kéo. Tại vì khi mình vô bệnh viện á, là lúc nào bệnh viện cũng bắt nhập viện và cứ là mổ cứ xẻ. Đúng rồi. Còn cái vấn đề bệnh nhân mình như thế nào, có tiền hay không có tiền thì có không mà biết. Cứ vô nhập viện là mổ xẻ. Lâu rồi mà bị cái tay này nè, bị đụng xe xong rồi. Tay đó là bị cái gì nè, mà cong vòng ở đây nữa rồi. Tay này. Hồi con bé còn nhỏ xíu, chở con bé đi học. Con bé đi học thì gãy tay. Gãy tay xong xuôi rồi bắt đầu mổ cái là sắp đinh vô, inox vô. Được một năm mấy tháng xong rồi bắt đầu hết cái thời hạn mổ ra. Mổ vừa lấy cái inox ra được 2 tuần lễ. Lại gãy tiếp ngay chỗ này trời. Nữa. Thì thôi, từ đây một lần mập. Mà bà xã này bà mổ một lần á là coi như là chết lên chết xuống. Má cảm tử. Bà cảm tử lắm. Mỗi lần này mổ cái tay này nè, mà bà chết lên chết xuống. Bây giờ là lần thứ hai gãy, một lần thứ hai nữa là năn nỉ bác sĩ nói thôi bây giờ bác phải mổ để sắp xương lại chứ không mai mốt là có tật. Sao bác sĩ nó tép em rồi mà chấp sao nhận sao? Có tật chứ không mổ lần thứ hai không sắp xương. Nó tép em rồi mà sao rồi em còn uống còn chích thuốc giảm đau rồi mà nó còn gần chết. Cho nên không? Là một lần mà nói ra đến người mà mở. Trời ơi, em vậy gọi bác sĩ mãi mà cũng bây giờ mới gọi được chắc chết. Mà lạ thiệt chứ, lại có cái bệnh là bệnh kỹ thuốc tây này, đau đầu chứ. Nó lại dính bệnh trọng bệnh. Là nó nhẹ nhất. Bây giờ mà đứa cho bà uống viên Tramadol coi một chút cái mặt nó phù lên, nó chép hai con mắt lại. Bao nhiêu lần bị vậy là đưa đi bệnh viện mấy bao nhiêu lần rồi tự đau răng mà tự nhức răng quá, nhổ. Tự nhổ đi ra tiệm thạp răng nhổ. Của chị là răng giả đúng không? Em thấy tự nhổ tự gắn không cần thuốc coi giảm đau gì hết. Chịu đau vậy chấp nhận chịu đau chứ uống vô một cái là cái mặt nó phù thuốc tây này thuốc tàu hồi trước là thuốc bổ vú bổ ở đầu á uống được mà bây giờ uống cái đấy. Thì cái vấn đề mà đã xuống dưới đây rồi thì em cũng có nói là xuống đây em có cái phòng để cho ở. Thì là anh dự tính lúc nãy anh nói là anh sẽ về ha. Anh về, sau hết anh về. Để cho bà xã với lại các bác. Các bệnh ở đây ha, bệnh nhân đây ha. Ở đây rồi mình biết chỗ rồi thì tức là có cái chỗ ở là mình cũng yên tâm. Rồi ăn uống này thì có người ta biết cái chỗ nào đó. Anh yên tâm ở nhà nha anh, là đi lung tung. Phải đi làm. Đi coi chừng đi bàn khác. Mỗi một anh yêu ở nhà thôi, hai vợ chồng giống như hai vợ chồng son. Mỗi lần. Là con cái đâu hết rồi? Con cái lấy chồng hết rồi. Gia đình hết rồi, bây giờ nó theo nó, chứ đâu có theo mình. Lâu lâu nó về thôi. Dạ. Thôi vậy chuyến này anh cứ về yên tâm, đừng đi với bà khác, đừng đi với cận dài, bà về rồi đẻ nha. Về ăn không có nấu nướng gì hết. Không có thời gian. Không có thời gian, mệt. Làm về rồi mệt lắm, rồi nó... Nó bị lễ lại rồi làm bắt giáo. Rồi này kia các thứ rồi bận lắm rồi thôi. Chịu khó ra tiệm ăn chay cho xong nhanh. Rồi thì cứ yên tâm đi, lên đây thì em cho ở phòng đó rồi có mấy cô mấy chú rồi mấy chị đây rồi thì họ cũng lo lắng cho không. Còn tiền bạc thì lúc nãy chị nói là chị tự lo được đúng không? Tự lo được. Thì tự lo được là cũng đỡ đi cho em một phần. Tức là ăn uống thì mình tự lo. Ăn uống tự lo với tiền phòng đồ phụ giúp được. Nói chung là chị đang đi đứng lại được thì nếu đi mua đồ ăn hay này kia thì cứ đi với chị Phương, nó có chị Phương nó chị dẫn đi. Khỏe thì cứ đi để giúp cho các bác đó. Đây nè. Cái đau chân á, nếu được thì mình ra chợ hay gì mua cái gì đó về cho buổi sáng. Thì hỗ trợ lẫn nhau có mấy ngày thôi chứ không có lâu. Được rồi, vậy thì cứ yên tâm chờ đợi chút xíu để cho thầy làm mấy ca nặng đi rồi đến mình ha. Cứ bình tĩnh. Cái này mình làm trước rồi mình mới về phòng hả? Làm ở đây đi, làm ở đây cho xong đi rồi chị Phương còn chưa xuống nữa cả nhà. Chị Phương không biết là đi xe máy, không biết là lao vô ông nào rồi hay là gặp ông nào rồi ngon quá rồi là đi luôn với ông nữa rồi không biết. Không thấy đến đây nữa cả nhà. Em ơi, cho anh hỏi, cái trường hợp như thế này, bây giờ cái này mà nó vỡ ra thì có chết không? Nó vỡ ra thì... Có chết không? Nó vỡ ra nó chưa chết liền.
Cái ung thư ngực này nó không chết liền đâu. Biết rồi, nhưng mà khi nó vỡ ra là máu mủ nó chảy ra như vậy. Rồi mình phải đi bắt viện, bệnh viện mình đi bệnh viện để họ vô thuốc để họ gom lại cho nó đỡ chảy. Như như bà Được á, cái bà Được với bà Phương á, hôm bữa xuống dưới đây nè là mở cái băng ra là máu với mủ nó phun ra luôn. Nó cứ chảy tong tong vậy đó, nhưng mà xuống đây thầy nè. Bà ấy là di căn của chị đâu có. Của mấy bà kia cũng chưa gì. Không nói trước được. Nếu nó bể ra là nó chảy mũ chảy máu thường hàng ngày cho chị luôn. Biết rồi. Chị phải đắp cái bông băng đó vô rồi thay thường xuyên. Tức là nó ướt sẹp. Nó sẹp bớt không? Chị mũ nó sẹp bớt chứ. Nó sẹp nhưng mà nó lỡ lết, nó phun nước phun nhìn ghê lắm anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn rồi. Không không thể ăn cơm được luôn. Nó khổ thế này. Bây giờ ví dụ anh cái trường hợp như thế này, anh muốn hỏi mà xã thì bà bây giờ anh em thấy ốm như ốm nhách không có sức khỏe, mà bây giờ nếu mà lên bệnh viện mà băng bó lại cho nằm đó thì không nói, nhưng mà nó bắt mình vô cái thuốc mà chẳng hạn như là xạ trị hay cái gì là bà này chịu không nổi, chịu xuống nổi đứt liền, rụng hết tóc, rụng tóc anh không nói, tóc gầy nhưng nhôm mà không đủ sức chống chọi lại cái hóa chất đó, cái hóa chất đó, tại vì hóa chất đó nó phải mạnh hơn cái con vi trùng đó, đúng rồi, đúng rồi. Nó mới đánh con vi trùng nó chết được, mà mình cái sức khỏe mình trên cái đó nữa thì mình mới chịu được, còn mà yếu hơn là không chịu nổi. Rồi thì lúc nãy em có quay cái ngực của chị rồi bự như thế nào, mà để coi 5 ngày sau uống ngải với lại thầy làm để coi nó có xẹp lại không nha cả nhà. Nếu nó xẹp lại là tin vui rồi đó. Chỉ cần xẹp lại là ok rồi, ổn rồi ha. Bây giờ là có đau không chị? Đau. Nó chỉ đau vùng vú thôi. Đau vùng vú thì thầy sẽ làm cho hết đau. Tí nữa thầy sẽ lúc mà bắt mệt bắt thở, bắt đàm bắt ôm này nè. Nó đau quá, nó giống như cái con dao đâm. Nó nhói 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 có từng cơn rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Có khi ngồi đang ngủ, bật dậy, ngồi thở. Không ngủ được, nó mệt. Ngải của em thì cái gì nó cũng uống được rồi. Nó chỉ hành trong vài ngày đầu thôi, sau đó là tự nhiên cái người mình nó sảng khoái lắm. Nó không giống như thuốc Tây. Còn thầy làm thì thầy đâu có cho thuốc đâu. Cứ vậy là ổn, mà em thấy nhỏ lại là xong. Ha. Em hy vọng nó sẽ tốt đẹp đến với chị. Ha. Rồi, ok. Vậy là sắp xếp xong cái trường hợp này luôn nè. Thoa xuống đây là cảm thấy tinh thần như thế nào rồi? Vui chưa? Ổn không? Bữa nay không thấy hô gì nữa cả nhà. Mày nói đến là tuyệt vời thật đấy chứ. Không ngờ là nó không ho hả? Mới quất có 3-4 liều. 3 liều chứ, 4 liều. Ngày rưỡi mới 3 liều chứ nhiêu. Mà kìm ho chảy máu luôn đó cả nhà. Sáng giờ nó cứ vậy như hơi còn đờm. Hơn đờm à? À. Giải quyết đờm luôn nè, nó hết luôn. Ừ, thì cứ từ từ như vậy là được. Nó không có ho, cái em ho cắm đầu luôn. Lần nó ho bé nó mặt à. Rồi ngoài cái ho đó mình đang đau nơi cái vùng bụng à? Vùng bụng hay là vùng nào? Vậy ho đó là cá hạch ở đây. Lại em hay đau lưng, lại nó đau mấy đầu ngón tay nè. Nó hay lâu lâu nó có cơn đau mấy cái đầu ngón tay ngón chân như vậy nè. À. Là nó đau dưới chân dưới đây nè. Là cái còn cái vấn đề về cái cổ tử cung đó thì nó đã diễn biến như thế nào rồi? Bây giờ nó đang bị cái gì? Để bây giờ nó khối u nó lồi ra luôn. Nó lồi ra ngoài luôn rồi đó. Để mấy bữa nó chảy máu. À. Mấy bữa nó lồi ra xong nó chảy máu, chảy mủ xong mà bữa nay nó không có thấy ra máu nữa nhưng mà còn ra mủ. Mà bữa đầu mình ho. Mình càng ho thì nó càng lồi ra. À. Ho là mình rạch á. Thì ra đó. Rồi thì bây giờ là thầy có khả năng sẽ làm để cho cái cục đó nó gom lại, nó thu lại, nó nhỏ lại, nó trồi vô lại là ổn ha. Còn đau nhất thì chắc chắn là thầy sẽ làm và sẽ ổn thôi. Còn ho thì với lại đau nhất nó cũng kết hợp với ngải của lực tàn, nó sẽ ổn á. Chịu đựng được ha, cứ ngồi đây chờ những ca nặng người ta làm trước, mình đang đỡ đau rồi thì mình ngồi chờ nha. Có khả năng là lâu đó, cho mọi người 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng không nhanh được. Là cái giây phút này là chờ đợi khá lâu rồi nè, bữa nay là được xuống đến đây thì giống như thế là chết đi sống lại rồi. Và cảm giác của họ là mừng, là chắc cũng không thể miêu tả được cái mà cũng... Bây giờ là cũng mong tất cả mọi thứ nó tốt đẹp, nó diễn ra. Làm xong đây là Lực Tàn sẽ qua sắp xếp cái chỗ ở cho họ. Rồi lúc đó Lực Tàn mới về. Thì để coi là bây giờ truyền tải những cái thông tin khi nào mà nhân vật của Lực Tàn lên thầy á. Lên thầy là Lực Tàn sẽ quay coi cách thức thầy làm như thế nào để cho cả nhà nắm bắt luôn ha. Rồi, ok.
Còn em gái đây thì là xin được địa chỉ của anh, hôm nay xuống đây đã vui chưa nào? Dạ vui. Thấy Lực Tàng giữ lời hứa chưa? Dạ. Rồi tí nữa Lực Tàng nhờ cho chồng đấy ha, bị gì nè? Gút. Ôi trời, đây. Ôi, anh này giống như anh Sơn chín ngón này. Chân này bình thường mà. Lồi đây. Hai đầu gối. Hai đầu gối lồi luôn. Chân đó có căng lại đâu được đâu, cỏ đây là hết cỏ rồi. Giờ có đi được không anh? Đi cả nhắc. Đi cả nhắc ha. Còn cái này là tự nhiên nó rụt đẹp. Còn nó bị gút ha, nó bị gút xong rồi nó xì ra, nó không khô. Chứ nó xì. Rồi có bị tiểu đường không? Không. Mà ông bị thẳng rồi sao giờ chân ngực nó đúng đúng đúng. Đúng đốm này ha. Da không còn láng mịn như cái ngày mà mới yêu nhau đúng không? Giờ không làm đâu, nấu đâu mà. Đó đi bệnh viện rồi, anh không có mắt, mắt mố hai con rồi đó. Uống thuốc tây nhiều, anh uống thuốc giảm đeo nhiều rồi đó. Hư mắt luôn. À, đó, máu mố gì rồi đó. Thôi rồi, bị gút thì em nghĩ chắc đơn giản để xử lý thôi. Nó không đến mức độ. Bị tim bác sĩ chạy rồi đó. Tim bác sĩ chạy. Em uống thuốc nam nữa. À. Ông ra giờ cũng có bệnh nào mà bác sĩ chưa bụng bắt. Rồi anh chị em bao nhiêu em thấy bao nhiêu đứa con rồi? Em hai đứa. Hai đứa. Đứa lớn là 12 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Làm mày nhỏ đâu nhỉ? Em ở Bình Chánh. Bình em Chánh. Ở Bình Định vô Bình Chánh thuê nhà ở. Bình Chánh thì cũng gần đây rồi ha. Dạ, mình đi về về được. À, vậy được rồi thì bữa nay làm xong rồi về rồi mai lại lên làm. Còn ông mà ông đi chứ có em và em đàn bà em đi. Anh uống cho anh uống ngải chưa? Có. Là có uống ngải được là rồi. Dạ. Về là nó sẽ đỡ đau đi. Cái ngải đó nó cũng trị gút hay lắm á. Gút trị đồ này. Gút được nửa hộp bự rồi anh được. À. Ấy là ông mạnh quá. À. Mười mấy năm. Thôi rồi thì cứ bình tĩnh từ từ, bệnh tình nó kinh niên rồi thì phải làm từ từ chứ đâu phải ai cũng phát một rồi đã lên. Cái bữa em qua em thấy em mừng em nói, để em điếng tài hoàng điếng được em mới nhờ anh nói cho ông đỡ. Đấy, em cũng may anh mới đưa địa chỉ cho nó, còn không còn lâu, có gì lắm đó. Nó xuống đây thấy không, thầy bệnh quá rồi mình đưa cho ông, thầy đâu có nhận đâu mà ông chửi Lực Tàng chứ có phải đâu. Rồi sáng em xuống vậy anh nói, thầy không có làm đâu, nhiều rồi. Đúng không, ông đuổi về luôn, dạ, đúng không làm. Lực, em, con xin anh Lực. Kêu đi chung anh, kêu già chờ. Cũng khôn đấy chứ, nó đi Lực Tàng ấy, không đuổi về rồi. Rồi ok, vậy đứng ngồi chờ đi. Đây là những cái cách thức mà quý ông bà cô chú anh chị cũng đã thấy quen thuộc khi mà Lực Tàng đưa lên kênh rồi. Thì thầy chỉ có dùng cây gậy như ý này là thầy quẹt quẹt đó. Thầy xoa xoa, thầy nhấn nhấn, thầy nắn nắn bóp bóp. Có vậy thôi đó. Đó, ai tin thì tin thôi nha. Cái phương pháp này á là chỉ có là xo bóp ngắt nhéo thôi, trong gì hết mà xo bóp ngắt nhéo thầy. Tối nay con ở đây rồi rảnh rỗi con dẫn thầy đi bồi dưỡng lại tí nha thầy. Đó. Mệt quá rồi mà thầy nói thôi giờ nghỉ buổi chiều đi. Có rất là nhiều người cũng hỏi Lực Tàng là trị bệnh này bệnh kia, bấm ở chỗ này chỗ kia, thì trước đó Lực Tàng có live stream rồi mà cả nhà không coi thì cả nhà phải chịu nha, chứ Lực Tàng không có hỏi lại đâu. À, ở xa không làm được thì tự làm, thì vô cái clip mà Lực Tàng dẫn bà Dân á, dẫn bà Dân với bà Được á, vô đây là cái clip đó Lực Tàng có hỏi từng tí một rồi đó, là huyệt nào nằm ở chỗ nào thì cả nhà theo lại rồi mà tự làm. Cái cô mà không đưa xuống đó về ta im hết rồi. Cô Mai đó đúng không? Ừ. Cô Mai ở Quảng Ninh. Ừ. Là thấy cảm ơn cháu ríu rít đấy rồi. Ừ, im ráo rồi. Ngày hôm nay là đang vô bệnh viện để khám lại nè. Nó về hỏi là im hết rồi, nó không còn nghe cái triệu chứng như hồi trước nữa. Đó là u sơ cổ tử cung nha cả nhà. Mai á. Thực tế trực tiếp ở đây là em ấy đã khỏe và cảm ơn rồi. Vậy như là hôm nay để được coi kết quả cuối cùng như thế nào, ta sẽ quay gọi điện cho em ấy để hỏi thăm, để cả nhà nó bắt. Là mấy ngày hôm nay là thầy đâu có nhận thêm ca mới nữa đúng không? Không. Thì làm một người, một ngày thầy làm 7 người à? Hôm nay làm chục người đó, tăng chục lên người, nữa. Chục người thì 10 người đó là phải hết 5 ngày thì mới hết liệu trình, đúng không? Mà giờ làm mình sang kẻ rồi chứ không có đi một hơi nữa. Sang kẻ luôn. Không có điên hơi, điên hơi là điên hơi là những người khác người ta không làm được. Đúng rồi, đúng rồi. Chen. Bây giờ là chen đó. Có thể một người hai bữa nghỉ bữa đi. Dạ. Ừ. Rồi thầy đi Hà Nội làm gì ạ? Cũng trị bệnh.
bị ung gan. Ung gan di căn với lại đau nhức xương khớp rồi đó. Rồi sao thầy ra đó có 2 ngày à thầy Bố à? Khả năng nỉ cái tầng lận mà không được. Vì bà con đây quá trời luôn, tôi đi người ta điện quá trời qua đất mà tôi đâu có đi được. Rồi thầy chỉ người ta tự làm luôn. Đúng rồi, tự làm luôn. Ra chị xong xuôi ta cười hởn hở giáo rồi chỉ cho người ta. Sao họ biết được hay là họ coi kênh con họ biết? Đúng rồi, coi. Vậy là chắc là cũng nguồn cơ từ con đưa số điện thoại cho họ đó còn gì. Đó là đi Hà Nội rồi đó nha cả nhà. Thầy bay ra Hà Nội rồi đó. Đẹp trai. Bữa ra chợ mà gặp bà bán thịt mà còn tập lum ở ngoài rồi mà. Đó là tiếng nước bọt đúng không bà chị cò thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Đường ta còn nhớ. Bọt ra. Rồi hôm bữa có một cái ca ở nơi Sài Gòn đó, họ nói là sắp chết rồi xuống thầy, thầy gọi điện cho họ, họ nói làm sao? Là thầy đi Hà Nội, thầy hẹn lại đúng không? Đúng rồi, hẹn lại. Rồi họ đã xuống đây chưa thầy? Có một ca mà bây giờ mình không hiểu sao nó mà thấy người ta điện mình á, thì người ta khóc, kêu cầu cứu. Mà trong khi người ta bà bị ung thư ngực, mà nó làm liệt hai giò luôn, lết còn điện không được. Mà bây giờ người nhà người ta không chịu đưa xuống, đó, không chịu đưa xuống. Tại vì người ta không biết sao không biết, không đưa xuống mà cái cô đó muốn xuống. Yeah. Đây rồi, bà lắm mồm đến đây. Hương hả? Bà lắm mồm đến đây. Cho đây cô đi. Ta làm sằng. Cô hay là cô Hương? Đi xe là bình thường. Cô Hương. Chạy như tên bay lửa lạng mà có nghe chưa? Đây là nhân chứng sống đó. Ê, cô Hương. Cô đi tới đâu cũng nghe tiếng cô hết vậy? À. Hả? Thì con hết bệnh là cô coi cô từ đầu tới cuối luôn nha. Nhà cô coi cô mà. Đi, mở xe đi bán đây. Tính đi mẫu rồi đó, lực đạo. Dạ. Mà coi từng cái tiếng cô này nè. Cô quyết định cô theo thầy. Dạ. Con cô nó cản nó không có cho nó đứa không nó nói cô Thanh coi trên kênh là quen dữ lắm á nha. Dạ khỏe không con? Khỏe. Chuẩn bị tính đi mẫu hay nhờ lực tàng coi trên cái kênh của cô Hương nè. Dạ. Coi từ hồi cô Hương bệnh chết rồi cái tới cô Hương. Dạ. Rồi mấy cái cô sau này nữa mà cái tật thì điếc lát nói thì bập là bẹ không người ta nghe không có rõ. Dạ. Tình mới nhờ cháu điện mua 2 hộp thuốc á. Dạ. Dạ, uống bữa cho bà thấy đỡ không? Đỡ, làm lần về đỡ lắm. Dạ. Rồi bữa nay lần thứ 2. Bữa nay cô làm 2 lần. Rồi, được ngồi lên ghế nóng như này là mừng rồi. Dạ, mừng. Còn 5-7 ngày sau nó có tác dụng hay không tác dụng thì cũng cứ vui cái đã. Dạ. Cảm ơn lực tàn dữ lắm. Dạ. Cảm ơn. Đây có cái bà này nè, là tí nữa thầy coi cái ngực của bà bự tổ chẳng nên thầy làm sao mà nhỏ bằng cái nắp bằng quả bầu là được rồi, đừng để cho quả bưởi. Cho bà cho thầy nhỏ bằng quả bầu, đừng để làm quả bưởi nữa là ok. Đó thì đó là những cái người trực tiếp như chị này nè, là người ta sẽ quay để cho cả nhà nắm bắt coi có nó xẹp lẹ không nha cả nhà. Tí nữa là lấy thước dây ra đo coi là nó mấy km, sau đó nó giảm còn mấy mét. Đúng rồi. Kết quả vòng 1 là bao nhiêu, vòng 2 bao nhiêu. Phải xác thực thực tế như vậy mới được. Cái máy sấy của thầy mà nó chịu được đến bây giờ là chắc cũng phải mua từ bên Nhật về đúng không thầy? Nó quay tít mù cả ngày cả đêm vậy đó cả nhà. Nhưng đang hoạt động tốt mà. Mai mốt mà nó hư cái rồi làm sao, phải đi mua mới liền ha. Nãy có bà cụ nãy từ một mình bả mà 78 tuổi mà dám xuống đây rồi. Mình bà đi được, bà giỏi đấy chứ. Giỏi thiệt giỏi chứ. Đi Tây Ninh mà. Quyết tâm rồi đi rồi. Quyết tâm đi. Mấy nhân vật của Lực Tàng bây giờ là đang chuẩn bị cơm nước để cho lên thớt á. Lên thớt. Rồi đi. Thì làm nhanh ca này để cho cái bà này bà lên cho con cái. Trời ơi, bà ngồi bà đau từ sáng giờ bà thở không nổi nữa rồi. Bà nào? Bà đây, bà đang đó. Rồi, cho bà lên đi. Cho bà lên đi. Bà lên đi. Cho bà thở lại cái đi. Bà ngập thở quá rồi. Nóng chưa? Wow.
À, để cho chị này lên cái đi, chị này lên cho chị của bình lục tàn tới, đã đang mệt. Đó, nhìn thì những cái động tác nó đơn giản vậy thôi nha cả nhà, nhưng mà nó không phải là gì đâu, không phải là đơn giản đâu nha. Cũng như lấm bóp à, giống gì á. Nhiều khi con cũng nói với thầy như này, nó mát tay với lại nó hợp thầy hợp thuốc á. Chứ nhiều người cũng bán ngải ở trên mạng đó rồi họ uống không đã, mà vẫn mua ngải của con về cũng về uống đã. Con biết sao, chắc là do con mát tay á, con bán cho họ đủ. Nó như Thoa kìa, như bé ung thư cổ tử cung kia, mua ngải uống cả tháng nay không bớt ho không gì, mới uống con ngày rưỡi đang ho ra máu cầm luôn. Hôm nay không ho lại luôn, làm nãy giờ đâu thấy ho đâu. Đó là sự thật luôn á. Rồi, cảm thấy sao rồi? Dạ, dạ, kêu bà cười ra đi. Cảm ơn thầy nhiều ha. Dạ, đây xã nghiệp cho. Xã hiệp này cả nhà. Làm là phải xã này mới được, không xã không được. Rồi, đó, đó, rồi. Bà lên đây cho bà là cảm ơn thầy. Dạ, gỡ này lại, gỡ này lại. À, thứ sáu. Dạ, dạ, dạ. Dạ, rồi, cảm ơn, cảm ơn bà nha. Rồi, cũng chúc bà về là nhanh chóng khỏe bệnh. Cái này là nhà lực tàng mà không có tốn tiền, mà không có đau bệnh mà. Hôm nay bà cũng có duyên là gặp được con ở đây. Dạ, phải làm bệnh viện đó. Về đi mà mai mốt mà khỏe thì gọi điện báo cho cháu. Dạ, cô khỏe, cô đi gọi điện. Dạ, dạ, rồi, ok. Đây, bà cụ đây giờ đi lết không nổi nữa. Bò lên. Bò lên kìa. Ôi trời ơi. Để tí nữa coi có đi nổi. Đang bò lên nè. Đó. Lên rồi, may lắm, ngồi lên ghế nóng. Có ngồi được không hay là phải nằm? Nếu mà ngồi không được thì phải nằm nha. Đừng để cho em ngồi tự nhiên. À, ngồi tự nhiên. Rồi. Sáng nay bảo ngồi trên xe mà được tàn cũng thấy mệt luôn nữa cả nhà, thấy sợ á. Đó, trước khi làm là như vậy nha cả nhà, tí nữa xem thầy làm xong là như thế nào. Mổ là cái chân này này nó, dạ, nó gãy, nó cứ nạo đi nạo lại. Dạ. Xong rồi đóng thanh bạch kim ở đây rồi. Dạ. Cái ngày nó lại rút ra. Dạ. Xong nó nằm độc cứ lại làm lại. Dạ. Ôi. Con người chẳng còn cái gì hết. Lúc trước nhỏ lắm. Dạ. Trước có 40 mấy ký à. Ôi, em ôm ngay lớn mập kìa. Thuốc nhiều lắm. Rồi. Thầy ạ. Dạ. Dạ. Bà cái chuyện là quên làm sao? Thầy thích lắm rồi. Dạ. Đau quá. Giờ chị ngồi được không hả? Nằm. Được ạ. Ngồi được phải không? Được, để quân dựa cho thầy. Nó tụt hết cả. Nhưng mà dơ cái chân lên là sợ có ngồi được không? Được không? Có ngồi được không? Được không? Được hay là nằm bà? Thì Thanh ngồi giữ. Để con giữ cho bà ông thầy ơi. Để con đi ngồi, con giữ, con đứng con giữ cho. Được, nằm. Được. Ngồi đi để con giữ cho. Cái chân này mổ này. Cái chân trời. Là bà phì ra là cách đây bao nhiêu năm rồi? Nó phì ra từ lúc mà mổ xong này nè. Thuốc cái này nè. Nó phì ra. Vậy là phì do thuốc. Chích thuốc nhiều. Chích nước biển mà đầu này, tay này, chân này. Coi như cái này là bị phù phải không? Đúng không? Phù do thuốc, do nước, tấp phù nhiều quá, mổ 13 lần rồi thầy. Mổ lần... Mổ chỗ nào mà 13 lần cô? Cái chân này mổ đi, mổ lại, rồi mổ u sơ, rồi mổ cột sống, rồi mổ mắt, hai mắt, rồi mổ mới đây là mổ thoát vị đĩa đệm rốn. Giờ chị thấy là cái chân của con, cái chân này nó tệ lắm. Sao phải? Nó đau lắm. Nó buốt mà nó đực, nó cứ buốt hai này, nó muốn rụng, nó rồi. Muốn tụt hết. Đấy, phục hồi sức khỏe rồi ha. Dạ. Chúc coi sao ha. Con nhìn thầy làm con bảo
đau mấy thì đau con cũng chịu. Con cầu xin nên thầy chữa cho con. Rồi. Hả? Chân của bà đây là thầy phải dùng sức mạnh hơn là tại thì nó quá thịt quá. Không phải đâu. Không phải. Đâu có dùng mạnh chi vừa vừa thôi. Cái đùi của bà nó phù lên kinh. Sao? Về cái chân này nó đau lắm. Mà đã yếu rồi mà người nó phù là nó nặng thêm nữa là khó đi, khó đứng lại chứ đâu phải được. Nào. Cậu. Đấy. Nào. Nằm đây nè. Đấy. Có 40 kg mà ngủ 13 lần sổ to cỡ đó. À. 40 kg bà đó. Ờ mà chị bạn có 40 kg không bà? 42 kg. Có hình nhỏ ở trong hình ấy, nhiều hình lắm, nhỏ xíu à. Cũng bằng con không có này cái mấy. Đấy. Con có chút ít à. Sau cái thời đó ông mất rồi mà không đi lấy ông nữa để mà về mà để con để cái bà. Đi vượt biên rồi chết ở ngoài đường, ở ngoài biển ấy. Bây giờ là may cũng có đứa con nuôi chứ không có đứa con nuôi thì ở một mình. Bé nó về nuôi đấy. À. Bé là trong tù về nuôi ấy. Nó đẻ ở trong tù mà nó đẻ trong tay mình này. Nên mới bé nó về nuôi ấy. Vậy là về là nó lấy chồng nó đẻ được ba đứa cháu. Ba đứa cháu dễ thương lắm. Đau không? Đau không bà con? Đau không? Có đau không bà? Đau không? Đây. À. Sao bà? Cẩn thận chứ mà bỏ ngửa ra một cái là xong luôn đó nha bà. Nó dính nó bể gạch luôn á. Bể gạch. Đau. Nó vặn. Bà cứ dựa vào người coi nó có sao ấy. Không dựa đâu. Là do bà nặng quá thì bà phải chống cái gì bà đi nặng. Hay là lấy cái ghế cái kia kìa. Cái ghế nó đi. Lấy cái dừa đó, cái dừa màu xanh á, mượn cái màu xanh đi. Bà dựa nó bể luôn á. Đó. Cái cứng như cái mềm lên. Đưa bà ngồi cái nó ta phải cái này. Xấu hổ. Không sao mà. Giờ nói đi. Giờ cho qua đi. Đưa lên cả nước coi chứ không đi. Sao là bà đẹp không có gái rất là trong mình biết rồi đó. Lê dù đầu á bà. Rồi. Rồi đó vậy nó dễ dàng đó vậy đó. Rồi vậy đó. Hợp lý hơn. Thế nó chân trơn nó khó. Cả đêm đọc kinh xong mà mở kênh của anh Tàng. Dạ. Xem hết từ cái chỗ này cái chỗ kia. Dạ, bà có nhớ nó đi bán khoai không? Bà có nghe cái chỗ đọc cứ bảo bán khoai là cái gì vậy hả? Bà gì nói bà mà đâu nhỉ? Biết bán khoai ngày xưa mấy bà bán khoai kiếm tiền về nuôi các con các cháu thì bây giờ cháu là quay ngược lại bán khoai đó chứ gì nữa. Bán khoai bà, là củ khoai bảo bán khoai mà xem cái hình của thằng cu ấy cu em review của thằng gì ấy, cảnh cảnh nhé, thương lắm, ông bố nữa, xem nó ghiền đấy. Đây. Cả nhà nhìn thấy Phương Trọc chạy xe rồi, mày đặt thuê không? Đặt thuê rồi, đó đi đủ ăn đi luôn đấy à? Đó đi đâu tới đâu à? Ngày xưa lên đây là khóc than, bây giờ chạy xe đào. Đào đúng không? Ngày xưa là chạy xưa như con điên như này nè. Đó, lao cả vô bờ vô bụi cả nhà thấy không? Đó. Dữ chưa? À, giống y như đại ca điệp viên 007 rồi. Mình hơn rồi đó chứ. Đời thay khớp nha đại. Thay khớp hả? Bà vui là thay khớp mà chưa khai đúng không? Không thay. Lăng xăng lắm. Sáng nay không có xe là bắt bà Thanh trở lên này cả nhà. Lô vô cũng mệt lắm. Đây để cho thầy làm với cô này để xem nè. Có tiến triển như thế nào nha cả nhà. Kết quả cuối cùng mới là cái quan trọng. Lâu rồi. Không đi lết vậy. Mấy năm? Năm
năm 6 năm nay rồi mà. Còn trước là đi xe biết được, bây giờ hết đi rồi. Ô, hôm nay con mới để ý cái tay của thầy nha. Ô trời ơi, cả nhà để ý cái tay của thầy nè, thầy đưa lên coi nào. Thầy giấu à? Trời ơi, ông giấu hôm nay mình mới thấy nè. Đâu mất ngón đó thầy. Ờ, người ta đếm lại phải có 4 ngón. Mà bóp bóp giỏi cỡ đó cơ mà. À, cái giò này nhẹ chưa? Nhẹ chưa? Nhẹ nhẹ phải không? Đâu, ta đi chơi giấu gì? Không phải mà ông mất cái ngón đó đi mà mình nhìn nó bằng cái chỗ đó đi mình đâu có thấy. Cái giò nó hồng hào ấy chưa? À, giò hồng thật rồi, hồng lại rồi nè. Giờ màu màu đỏ đỏ hơn rồi cả nhà này. Nhân rồi đó, thấy nhân không? Nó nhanh nhiều đấy. Đúng. Giờ nghe nhẹ giò đó, nó chưa nhẹ không? Đây, cái giai đoạn này là gần xong của cô Lã rồi đây cả nhà. Thầy làm 1 tiếng rưỡi rồi. Đây là gần xong rồi, đến giai đoạn sấy với lại này kia là xong rồi đó. Để cả nhà xem cái kết quả của cô Lã như thế nào nha. Rồi, đứng lên kiểm tra. Đây, chân hơi hoạt động như thế nào. Cầm cầm máy rồi, đi luôn đi. Đi luôn. Phan. Sao? Lúc nãy là không đứng lên được, phải có người dìu nè. Đó, bây giờ đi rồi ra cả nhà nè. Ôi trời ơi. Lắc lư tay chân như vậy đó. Đó, cả nhà nhìn ha, rõ ràng ha, bà không ngồi được, bây giờ bà ngồi rồi. Đi lại đồng hàng đi mà. Đi lại kiểm tra đi. Chỗ nào còn đau thì nói với thầy. Hồi nãy dìu hai ba người dìu lên á. Qua lại chút nữa. Đứng lên như vậy là giỏi rồi. Một tiếng rưỡi mà. Cả nhà thấy không? Thôi tối nay tự đi con bỏ nhiều qua. À, Sàn đang quay fanpage đây cả nhà nè. Nhờ anh đây ấy. À, nghe đâu là uống ngải đồ này kia và nay gặp được thầy mừng. Để coi tí nữa bắt cô này là đi xuống cầu thang này là cả nhà lúc nãy lên không được. Tí nữa bắt đi xuống đi lên coi đi được không? Đi xuống đi lên được là ổn rồi đó. Sao không đi mua lấy cái chổi mà phải kêu mượn thầy? Thôi chú ơi, có mấy ngày mua tốn kém. Rồi mai mốt lấy quần áo lấy đít chào đó cho nó sạch à? Nhưng giờ không có tiền tiết kiệm đồng nào đó. Đó chú ơi mượn. Đây bà này mượn đang đi mượn chổi. Bà mượn chổi rồi bà nhớ mang qua đây cho thầy nha. Trả liền. Chọc mà hôm nay không uy tín. Giờ mua chổi không mua. Ôi trời, đây cô đứng dậy rồi đây cả nhà. Lúc nãy đứng được nè. Chỉ có trên YouTube lúc đầu Lực Tàng quay cô là bây giờ này đó, thấy chưa? Đây là sự thật trước mắt cả nhà, nên lúc nãy hai ba người dìu đi cả nhà. Trời ơi. Bây giờ cô thử đi xuống cầu thang coi có đi được không nào? Chưa bước được ha. Cứ thử coi. Lúc nãy bò lên luôn á. Cầu thang nào đó ở đây. Đó bên đó. Nhìn hơi thôi, nhìn hơi. À. Cứ bình tĩnh đi coi được không? Lúc nãy là cứ để tự bà đi coi. Chưa được, vẫn chưa đang nặng lắm, bà nặng lắm cả nhà. Do uống thuốc bây giờ nó phì ra. Lúc nãy là bà bò lên luôn, nó không dìu được luôn. Bà nặng hơn con đó mà. Từ từ để coi ông nào làm. Họ chờ từ sáng đến giờ cũng lâu lắm rồi. Anh biểu anh nằm vô nghỉ ngơi đi. Thế bây giờ coi ai nặng thì cho lên trước đi. Đông như này thì làm không kịp luôn cả nhà. Chờ như này. Rồi thả tay ra coi, cho bà đi đi. Thể dục thể thao thì khác hồi sáng chưa?
Rồi sáng là dùng cây này, dùng cây này mà bây giờ không dùng nữa thì còn gì nữa. Bây giờ cần gì dùng cái này. Vẫn còn đau. Dạ thì mất ngày đầu tiên mà bà ngày đầu tiên chạy quá mừng rồi. Mới một lần nữa đúng không? Không làm đi được rồi, nãy đi không nổi. Hồi nãy con dìu bà mà dìu lên. Rồi. Cái chân này cô bà mà lắc lắc cái chân này. Còn thấy đau không? Đau chỗ nào? Đỡ đau rồi ha. Đó, đỡ đau đó. 4 ngày nữa, mỗi ngày đầu tiên thấy tuyệt vời chưa? Đi tập thể dục. Vâng. Về mở nhạc lên mà đau cha lên mà nhảy rồi còn gì nữa. Mai mốt là lực tàn là cứ chồng cái bà luôn chứ. Úi chà, đang phiêu lích đi. Bà đi rồi sáng là cứ phải như vậy nè, nhích nhích từng tí một. Nhưng bây giờ là thả ra đi được rồi. Mừng quá, mừng luôn. Ổn chưa? Không ổn thì lên nói với thầy để thầy xử lý cho. Cái nào làm thôi đi dạ. Ngày đầu tiên như vậy là quá tuyệt vời luôn. Dạ. Nãy bò lên. Bà cho bà nặng quá này. Đúng rồi, nặng quá, nãy đi luôn lên nữa. Chân nó phì lên. Nó phải cụt đi 2-3 chục. Đúng rồi, giờ khỏe hẳn đi, lúc nãy ngồi. Sáng mai mà bò không được mà. Đã đến với lực tàn là lúc nào cũng có hy vọng sống mà. Mai mốt là kêu ta đi ra ngoài, ta đi quê. Mua bán trái cây đi tùm lum với cái con ha. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Thầy kia, thầy lớn, thầy bé. Thầy lớn là thầy xấu tình đó hả? Cháu mà lên thầy đâu? Cháu đang là thằng lực tàn ấy chứ làm gì mà lên được thầy? Thầy cứu người. À. Dễ ai mà cứu được như vậy? Mừng không? Chẳng có ai mà bỏ công việc đi mà cứu như vậy. Người này đầy tâm đức. Bà cứ đi lại đi để cho khán giả nhìn thấy coi là như thế nào, có ổn không đó, thả cây ra đi luôn. Sáng đi không được sẽ nhờ cái đó đẩy vô từ trong nó ra đây, nhìn người nó nặng trịch đi. Mới như thế này mới làm xong giờ đi như thế này là quá ổn rồi. Ghê quá hả, cái mùi thì xoa bóp của thầy á ha. Thầy ở Long An nha cả nhà. Một ngày đó anh Quang Lê, một ngày đó anh thấy không? Mới sáng nay đó. Bà đi xuống xe mà được tàn thở gọi như là oxy với bà luôn, nó sợ. Sợ bà có vấn đề gì mà giờ bà đi được rồi. Rồi được tàn sẽ cho ở lại đây 5 ngày nha cả nhà. Ở lại đây 5 ngày với phòng trọ với lại mấy ca bệnh nhân mà được tàn trở xuống đây là cho ở phòng trọ dưới đây luôn. Sau đó là tiến hành để cứ một ngày đến đây với thầy một lần. Rồi sau 5 ngày là ta sẽ cập nhật kết quả cuối cùng. Rồi, bà này ổn rồi. Bây giờ là cho mấy người kia lên làm chứ ca bệnh nhân của lực tàng trở xuống là anh đây ca thận này, ca gan này. Ca gan bên kia ca tử cung. Với một bà ca ngực chưa làm được, 4 ca bên lực tàng nữa chưa làm được. Rồi bà này hết đau là đỡ rồi, khỏe rồi. Thấy bà rình là hồi sáng giờ kinh khủng luôn cả nhà. Đó toàn cảnh bệnh nhân đây. Mà một ca như thế này làm 2 tiếng đồng hồ mà cả nhà nhìn đi. Như thế này thì làm sao mà kịp trong ngày được. Đúng lý ra là chỉ có 7 ca là hết mất 8 tiếng đồng hồ rồi. À đâu, 4 ca là hết 8 tiếng rồi mà ở đây 20 ca như thế này thì làm sao? Sao cho kịp. Rồi bây giờ lại ăn uống đi. Ăn cơm đi. Rồi uống mì. Ăn đi rồi uống ngải rồi con vô nữa đi. Lấy ngải uống đi. Ăn no đi rồi uống. Uống lấy mấy viên ngải mình đã cho ổn chứ có gì đâu. Sáng không ăn không nuốt được. Giờ cho ăn đi.
Thôi bây giờ thôi Lực Tàng sẽ tắt cái fanpage này nha cả nhà. Ai coi thì cứ vào YouTube nha. YouTube là mai mốt Lực Tàng sẽ up clip. Fanpage Lực Tàng chỉ quay đến đây thôi.